Chỉ cần những chiếc thẻ ATM và một thiết bị máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng như trên tay tôi đây, rất nhiều các dịch vụ mà trước đây chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện, thì nay có thể hoàn toàn thực hiện tại nhà. Tiện ích, không cần tiền mặt, lấy người dân làm trung tâm đang là điều mà chính phủ đang mong muốn hướng tới. Thế nhưng đến nay thì nhiều người dân vẫn còn e dè, thậm chí là ngại ngần khi sử dụng những tiện ích này. Sau đây là ghi nhận sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung rõ hơn về vấn đề này. Theo số liệu thống kê, sau 7 tháng đưa vào vận hành, số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tăng gấp 90 lần so với thời điểm khai trương, tăng 4,5 lần so với quý 1 năm 2020. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến có thể tiết kiệm khoảng gần 1.700 tỷ đồng một năm. Mặc dù được triển khai và thực hiện tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia từ tháng 3 năm 2020, thế nhưng việc người dân nộp phạt vi phạm giao thông trên cổng này đang còn rất hạn chế. Tỷ lệ sử dụng nộp tiền tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia còn hạn chế, mới chỉ có 97 trường hợp. Với trách nhiệm của cảnh sát giao thông là cung cấp các cái thông tin nhanh nhất về quyết định xử phạt thì chúng tôi đã làm được. Còn làm sao người dân thực hiện cái dịch vụ đó thì cần phải sự phối hợp và nghiên cứu rất kỹ của các đơn vị có liên quan, đặc biệt của Kho bạc Nhà nước, hay là các đơn vị mà được ủy quyền của Kho bạc Nhà nước. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho rằng, việc thực hiện kết nối đồng bộ giữa các ngành, trong nội bộ ngành, đặc biệt sau khi có dữ liệu quản lý dân cư sẽ cải cách rất nhiều, không chỉ trong kiểm soát vi phạm trong lĩnh vực giao thông, mà còn nhiều lĩnh vực khác. Chắc là tôi sẽ chọn cái dịch vụ đóng phạt tại nhà thì nó sẽ ok hơn. Bởi vì từ trước đến nay thì các cái phần mà giải quyết các thủ tục mà sau khi vi phạm ấy thì nó cũng khá là phức tạp. Cứ phải đi ra kho bạc rồi lại quay lại địa điểm để lấy lại giấy tờ thì cũng hơi phiền phức. Mặc dù còn khá nhiều tồn tại trong quá trình thực hiện triển khai chính phủ điện tử nói chung, các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nói riêng, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư, đất đai quốc gia, tài chính còn chậm triển khai, dẫn đến việc chia sẻ, dùng chung các hệ thống thông tin chưa được thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa các cơ quan nhà nước còn hạn chế, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của một số bộ ngành địa phương khác nhau, mặt bằng kiến thức về công nghệ thông tin của người dân chưa được đồng đều, thế nhưng xu thế về chính quyền điện tử chắc chắn sẽ vẫn phải tiếp tục hoàn thiện và đồng bộ. Rất ủng hộ các cái chủ trương của chính phủ về chính phủ điện tử. Cái chủ trương đó là đúng đắn. Tuy nhiên là tôi biết là trong cái việc áp dụng ở Việt Nam các cái vấn đề liên quan đến việc thanh toán điện tử thì nó cũng có nhiều cái khó khăn. Nhưng theo xu hướng chung của sự phát triển về công nghệ thì cái đấy là điều tất yếu. Nên là trước hay sau vẫn phải làm. Mà cái việc đấy nó thuận tiện và nó tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Và nó chắc chắn trong tương lai nó sẽ không khó khăn gì cả. Chính phủ điện tử và số hóa các dịch vụ công đang là xu thế của xã hội hiện nay. Và để thực hiện được mục tiêu mà chính phủ đề ra là đến năm 2025 sẽ hoàn thiện nền tảng chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, thì ngoài sự nỗ lực của chính phủ, các cơ quan từ trung ương đến địa phương cũng cần sớm đẩy nhanh tiến độ số hóa và kết nối liên thông cơ sở dữ liệu, cần lấy người dân làm trung tâm để sớm hoàn thiện chính phủ điện tử, bắt kịp với xu thế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra trước mắt.